Chào các em, trong các giờ học trước, chúng ta đã được nghiên cứu về đơn thức đồng dạng. Hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu về đa thức. Trước khi vào bài học mới, cô và các em cùng nhau ôn lại một số kiến thức cũ. Đơn thức đồng dạng là đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Muốn cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng, ta cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Bài tập tính tổng ý A, x bình cộng 5x bình cộng âm 3x bình. Ý B, 3x bình y bình z bình cộng x bình y bình z bình. Ý A kết quả bằng 1 cộng 5 trừ 3 đóng mở ngoặc tất cả nhân x bình và bằng 3x bình. Ý B, hệ số của các hạng tử đây là 3 và 1. Như vậy ta có 3 cộng 1 đóng mở ngoặc nhân x bình y bình z bình và bằng 4x bình y bình z bình. Đó là những kiến thức ở giờ trước chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu kiến thức mới, đó là đa thức. Một, đa thức. Trước khi vào khái niệm đa thức, chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu bài toán sau. Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x, y của tam giác đó. Chúng ta thấy hình vuông thứ nhất có cạnh là x, như vậy diện tích sẽ là x bình phương. Hình vuông thứ hai có cạnh là y, vậy diện tích sẽ là y bình phương. Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x và y, diện tích sẽ là 1 phần 2 x nhân y. Vậy, biểu thức biểu thị diện tích của hình đó chính là x bình cộng y bình cộng 1 phần 2 x y. Cho các đơn thức 5 phần 3 x bình y, x y bình, x y, 5. Lập tổng các đơn thức đó chúng ta được 5 phần 3 x bình y cộng x y bình cộng x y cộng 5. Cho biểu thức x bình y trừ 3xy cộng 3x bình y trừ 3 cộng xy trừ 1 phần 2x cộng 5. Biểu thức trên là một tổng các đơn thức. Chúng ta có thể viết thành x bình y cộng đóng mở ngoặc âm 3xy cộng 3x bình y cộng đóng mở ngoặc âm 3 cộng xy cộng đóng mở ngoặc âm 1 phần 2x cộng 5. Tất cả các biểu thức trên là những đa thức. Trong đó, mỗi đơn thức được gọi là một hạng tử. Vậy, đa thức là gì? Đa thức chính là tổng của các đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng được gọi là một hạng tử của đa thức đó. Khái niệm về đa thức, các em học trong sách giáo khoa. Cô nhắc lại, đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Ví dụ, x bình cộng y bình cộng 1 phần 2 xy. 5 phần 3 x bình y cộng x y bình cộng x y cộng 5. Đó chính là các ví dụ về đa thức. Cho đa thức 3x bình trừ y bình cộng 5 phần 3xy trừ 7x. Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. Chúng ta lưu ý, khi nói đến các hạng tử của đa thức, thì chúng ta phải viết
kèm theo dấu của chúng. Đa thức 3x bình trừ y bình cộng 5 phần 3xy trừ 7x có thể viết 3x bình đóng mở ngoặc cộng trừ y bình đóng mở ngoặc cộng 5 phần 3xy cộng trừ 7x đóng mở ngoặc. Như vậy các hạng tử ở đây chính là 3x bình trừ y bình 5 phần 3xy và trừ 7x. Cô nhắc lại một lần nữa. Khi nói đến các hạng tử, chúng ta phải kèm theo dấu đứng trước cái hạng tử đó. Để cho gọn, ta có thể ký hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa như là A, B, M, N, P, Q, vân vân. Ví dụ, P bằng x bình cộng y bình cộng 1 phần 2 xy. Câu hỏi 1, hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. Câu hỏi này các em tự làm vào trong vở. Chú ý, mỗi đơn thức được coi là một đa thức. Như vậy, một số cụ thể cũng là một đa thức. Cho đa thức n bằng x bình y trừ 3xy cộng 3x bình y trừ 3 cộng xy trừ 1 phần 2x cộng 5. Yêu cầu của bài toán, hãy thực hiện cộng các đơn thức đồng dạng trong đa thức n. Chúng ta thấy trong đa thức n này có các đơn thức đồng dạng, đó là x bình y và 3x bình y, trừ 3xy và xy, trừ 3 và 5. Như vậy, để cộng trừ các đơn thức đồng dạng trong đa thức n, chúng ta sẽ nhóm các hạng tử, các đơn thức đồng dạng vào với nhau. X bình y cộng 3x bình y đóng mở ngoặc cộng đóng mở ngoặc trừ 3xy cộng xy trừ 1 phần 2x cộng đóng mở ngoặc trừ 3 cộng 5. Và kết quả sẽ bằng 4x bình y trừ 2xy trừ 1 phần 2x cộng 2. Và cái đa thức cuối cùng không còn hai hạng tử nào đồng dạng với nhau nữa. Người ta nói rằng đây là đa thức thu gọn. Vậy để thu gọn đa thức, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ cộng các hạng tử đồng dạng, các đơn thức đồng dạng vào với nhau. Đa thức thu gọn là đa thức không còn hai hạng tử nào đồng dạng nữa. Ví dụ, 4x bình y trừ 2xy trừ 1 phần 2x cộng 2 chính là đa thức thu gọn áp dụng. Các em sẽ làm câu hỏi chấm 2 thu gọn đa thức sau. Q bằng 5x bình y trừ 3xy cộng 1 phần 2x bình y trừ xy cộng 5xy trừ 1 phần 3x cộng 1 phần 2 cộng 2 phần 3x trừ 1 phần 4. Trước khi đi thu gọn đa thức Q, các em phải quan sát xem trong đa thức Q này có các đơn thức nào đồng dạng. Chúng ta sẽ nhóm vào một nhóm. Cụ thể ở đây chúng ta có 5x bình y và 1 phần 2x bình y là hai đơn thức đồng dạng. Trừ 3xy trừ xy cộng 5xy là ba đơn thức đồng dạng. Trừ 1 phần 3x và 2 phần 3x là hai đơn thức đồng dạng.
1 phần 2 trừ 1 phần 4 là hai đơn thức đồng dạng. Chúng ta thấy đa thức quy ban đầu của chúng ta gồm có 9 hạng tử. Như vậy khi nhóm vào chúng ta đếm cũng phải đủ 9 hạng tử. Và thực hiện các phép tính ở trong ngoặc chúng ta được quy bằng ta lấy 5 cộng 1 phần 2 bằng 5 1 phần 2 x mũ 2 y chúng ta giữ nguyên trừ 3 trừ 1 là trừ 4 cộng với 5 là 1 x y trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3 ta lấy trừ 1 phần 3 cộng 2 phần 3 bằng 1 phần 3 x giữ nguyên 1 phần 2 trừ 1 phần 4 bằng 1 phần 4 quy đồng lên chúng ta được 1 phần 4. Như vậy sau khi thu gọn đa thức quy bằng 5 1 phần 2 x bình y cộng x y cộng 1 phần 3 x cộng 1 phần 4 và đa thức quy sau khi thu gọn còn lại 4 hạng tử. Cho đa thức m bằng x bình y mũ 5 trừ x y mũ 4 cộng y mũ 6 cộng 1. Chúng ta thấy hạng tử x bình y mũ 5 có bậc là 7. Hạng tử trừ x y mũ 4 có bậc 5. Hạng tử y mũ 6 có bậc 6 và hạng tử 1 có bậc 0. Như vậy, bậc cao nhất của các hạng tử ở đây chính là 7. Ta nói rằng đa thức M có bậc 7. Hay bậc 7 là bậc của đa thức M. Vậy bậc của đa thức là gì? Bậc của đa thức chính là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Các em lưu ý là trong dạng thu gọn của đa thức đó. Tức là trước khi tìm bậc, chúng ta phải đi thu gọn đa thức. Áp dụng, các em làm câu hỏi chấm 3, tìm bậc của đa thức quy bằng trừ 3x mũ 5, trừ 1 phần 2x mũ 3y, trừ 3 phần 4xy mũ 2, cộng 3x mũ 5, cộng 2. Để tìm bậc của đa thức quy, trước tiên các em quan sát cho cô, đa thức quy đã là đa thức thu gọn chưa? Chúng ta thấy trong đa thức quy này có hai hạng tử, trừ 3x mũ 5 và cộng 3x mũ 5 là hai đơn thức đồng dạng. Do đó, đa thức quy chưa phải là đa thức thu gọn. Vậy trước tiên chúng ta phải đi thu gọn đa thức quy. Trừ 3x mũ 5 cộng 3x mũ 5, kết quả bằng 0. Như vậy, đa thức quy sau khi thu gọn là bằng âm 1 phần 2 x mũ 3 y trừ 3 phần 4 x y bình cộng 2. Và hạng tử âm 1 phần 2 x mũ 3 y có bậc 4. Hạng tử âm 3 phần 4 x y bình có bậc 3. 2 có bậc 0. Vậy, bậc của đa thức quy là 4. Đa thức không có bậc là mấy? Ví dụ một số cụ thể như số 2 thì có bậc là 0. Đa thức không là một đa thức không có bậc. Chú ý, số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. Cái chú ý thứ hai, khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó. Các em lưu ý, ta phải thu gọn đa thức rồi mới đi tìm bậc của đa thức. Áp dụng, chúng ta làm cho cô bài tập 24. Ở Đà Lạt, giá táo là x đồng 1 kg và giá nho là y đồng 1 kg. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua ý A, 5 kg táo và 8 kg nho. Ý B, 10 hộp táo và 15 hộp nho
biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg. Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không? Chúng ta đi trình bày bài giải. Ý A, số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho chính là 5 nhân x cộng 8 nhân y đồng. Và biểu thức 5x cộng 8y là một đa thức. Số tiền mua 10 hộp táo và 12 hộp nho là 10 nhân 12. Thì mỗi một hộp táo là 12 kg, cho nên 10 hộp táo sẽ là 10 nhân 12 nhân với x cộng với 15 nhân 10 nhân y và bằng 120x cộng 150y đồng. Và biểu thức 120x cộng 150y cũng là một đa thức. Bài tập 25. Tìm bậc mỗi đa thức sau. Chúng ta thấy hai đa thức này đã là đa thức thu gọn chưa? Nếu chưa là đa thức thu gọn, trước tiên chúng ta phải đi thu gọn đa thức đã. Ý A, chúng ta thấy có 3x bình trừ x bình là hai đơn thức đồng dạng. Chúng ta thực hiện phép trừ 3 trừ 1 còn 2x bình. 1 phần 2 âm 1 phần 2x cộng 2x là hai đơn thức đồng dạng, ta lấy âm 1 phần 2 cộng 2 bằng 3 phần 2x cộng 1 và đa thức này có bậc 2. Ý B, chúng ta thấy ta có 7x mũ 3 trừ 3x mũ 3 cộng 6x mũ 3 là ba đơn thức đồng dạng. 7 trừ 3 còn 4 cộng 6 bằng 10x mũ 3. 3x mũ 2 trừ 3x mũ 2 hết. Như vậy, ở ý B, sau khi thu gọn, chúng ta còn lại đa thức 10x mũ 3 và bậc của nó chính là bằng 3. Bài tập 28. Bạn Đức đố bậc của đa thức M bằng x mũ 6 trừ x mũ 5 cộng x mũ 4 y mũ 4 cộng 1 bằng bao nhiêu? Bạn Thọ nói đa thức M có bậc là 6. Bạn Hương nói đa thức M có bậc là 5. Bạn Sơn nhận xét cả hai bạn đều sai. Theo em, ai đúng ai sai? Vì sao? Quan sát đa thức M, chúng ta thấy hạng tử thứ nhất x mũ 6 có bậc là 6, hạng tử thứ hai trừ y mũ 5 có bậc là 5. Hạng tử thứ ba x mũ 4 y mũ 4 có bậc 8 và hạng tử 1 có bậc 0. Vậy hạng tử có bậc cao nhất ở đây là x mũ 4 y mũ 4 và bậc của nó là 8. Vậy đa thức M phải có bậc là 8. Như vậy cả hai bạn đều sai. Như vậy chúng ta đã nghiên cứu xong bài đa thức. Trong bài này, sau khi học xong, các em cần nhớ cho cô nội dung các kiến thức sau. Đa thức là gì? Chính là tổng của các đơn thức. Cách thu gọn đa thức. Để thu gọn đa thức, chúng ta sẽ cộng hoặc trừ các đơn thức đồng dạng trong đa thức với nhau. Tìm bậc của đa thức, trước tiên các em phải thu gọn đa thức. Sau đó, tìm bậc của hạng tử có bậc cao nhất, đó chính là bậc của đa thức. Nội dung bài. Định nghĩa đa thức, thu gọn đa thức và bậc của đa thức. Định nghĩa, đa thức là một tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Để thu gọn đa thức, chúng ta nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau, cộng trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Và để tìm bậc của đa thức, cô nhắc lại là chúng ta phải thu gọn đa thức, sau đó tìm bậc của từng hạng tử, chọn ra bậc cao nhất rồi kết luận. Ở nhà, Kem sẽ làm cho cô.
Nắm vững khái niệm đa thức, cách thu gọn và bậc của đa thức. Làm bài tập 26, 27 trong sách giáo khoa. Đọc trước bài cộng trừ đa ôn lại các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.